Em chào các bác nhé, em lại quay tiếp cái bát nữa nhé. Cái bát vừa rồi thì máy em tự dưng nó lại ngừng video lại. Đây là em hút thuốc lá thì cái đèn này nó sẽ sang màu đỏ luôn. Đấy. Cái này nó sẽ báo không khí và nó sẽ sang màu đỏ luôn nhé. Đấy. Thì bác nào mua bán thì alo hai số điện thoại kia 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Đấy. Thì tiếp theo đây nó sẽ là mã số 6 này. Mã số 7 đúng không? 5 rồi đúng không? 5 16 rồi. Đây là mã số 7 này. Mã số 7. Em bán 4,5 triệu. Đấy. Con này thì quay lại này, nó có chức năng auto lia này, màng lọc siêu kim này. Thì bác nào cần thì em sẽ gửi lại video đầu tiên nhé. Đấy, bởi vì là bây giờ mà giải thích lại nữa thì hết đúng hết nửa ngày luôn. Đấy. Má thì vừa giờ em đã quay video rồi. Đấy. Thì bác nào lấy thì alo hai số điện thoại kia 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Đấy. À, tất cả máy thì đều có cái màng lọc trên này rồi. Đấy thì máy thì ở bên trong em Lâm đã thăm máy rồi, cũng như là kiểm tra rồi. Nói chung là em kiểm tra hết rồi. Cái đèn sáng này, cái đèn nó hắt này. Đấy. Thì tất cả máy em Lâm nó tháo là lắp đổ điện bên trong là sáng điện 220 rồi. Đấy, quay qua lại video đầu sợ các bác chưa xem được. Đấy. Thì không cần phải dùng đổi nguồn nữa, em lắp sẵn rồi. Và thế là dùng thôi. Nói chung là bản này là bản full VIP nhất của Sharp rồi. Đấy. Hút phòng từ 3 mét vuông, hút đến phòng 60 mét vuông. Đấy, cho các bác đỡ hỏi nhiều. Đấy. Máy thì yên tâm là zin 100% nhé, phổi viết rất là mới luôn. Đấy, phổi lọc phổi nước rất là mới luôn. Bởi vì những dòng đời cao này bổ đẹp bẩn màng lọc thì gần như chưa có. Đấy. Còn chiếc cuối này quay lốt. Đây. Chiếc màu lâu, màu đen huyền bí, đây là bẩn nguyên đây này. Đấy, chưa kịp lau luôn. Đấy, quay luôn video luôn. Má đây. KL LX75T, ký hiệu cho má màu. Đắt 2020. Ăn 84W. Cắm luôn điện ở đây cho các bác xem luôn cái màng này. Rất là mới luôn, kể cả màng giấy này gần như là mới tinh luôn. Đây là màng lọc siêu kim. Đấy. À, Autolia nhá, đây là cái Autolia này. Đầy rác thì nó đổ vào đây này. Đấy. Đấy. Cần giải thích gì em đã giải thích ở video 1 rồi. Bác nào cần thì em sẽ gửi đường link lại. À, từ cả cái nguồn nước nó rất chi là đẹp luôn nhá. Rất chi là sáng luôn. Đấy, chọn toàn những con đẹp để bán cho các bác rồi mà. Đấy, không có nào xấu. Các bác về lau bên ngoài nhé. Bọn em bận mùa này thì chủ yếu là bán điều hòa thôi. Nhưng mà cái lọc không khí này về đẹp quá. Thế là dọn trước bán cho các bác. Đấy, em cắm điện luôn. Đấy, thanh sờ trimmer là cũng có nhé. Đầy đủ hết nhé. Đấy. Cái này thì em đã reset lại rồi. Các bác dùng chắc phải tầm 5 năm nữa mới phải reset lại. Đấy. Em đều reset từ nhà em luôn. Đến nhà các bác đỡ phải reset. Đây, đèn sáng này. Đấy. Đèn báo nhiệt độ lên luôn này. Đấy. Cái này nó có bật cả độ C này, cả phần trăm độ ẩm này. Đấy, chắc chuyển đèn bên này sao đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây có mắt cảm biến này, cảm biến bụi này. Nói chung là dòng phun chức năng rồi. Máy thì cam kết bác là không có nào vỡ dập nứt bể gì nhá. Đấy, vỡ một tí cũng không có luôn. Đấy, không nứt bể gì. Chỉ có điều là nguyên bản chưa lau chùi dọn dẹp gì. Đấy, còn riêng ở bên trong thì là ngày hôm qua nó lắp đổi nguồn bên trong này này. Thì là em đồng thời này em đã lấy súng hơi em xịt này và em lau sạch bụi bên trong rồi. Các bác về là chỉ có lau bên ngoài nữa là xong, không phải làm cái gì nữa. Màng lọc thì nó cũng mới rồi thì cũng không cần phải thay đâu. Thì các bác nào mà ký tính thì tháo ra dọn tiếp, còn không thì thôi, thì vì là em đã dọn dẹp sạch sẽ bên trong rồi mà, còn chỉ còn bên ngoài thôi. Đấy. Đó cũng bận quá nên là nhiều bác cứ bảo lên lọc khí đi, bù ấm đi, thì thực ra các bác nó bận quá không có thời gian gì luôn. Đấy. Em chào các bác nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo hai số này. Cái gì? Má nào? Má đọc rồi nhá. Vừa đọc rồi nhá. À, má này má số 8 nhá. Má số 8 nhá, cũng 4,5 triệu nhá. Đến ship lên tay tận tay các bác rồi. Cả đồi nguồn rồi. À, còn bác nào xuống nhà em bớt cho 300 ngàn nhá. Chào các bác nhá.